Quy lộ của Đàm Tùng Vận trên Bạn Thành Thắng. Từ một bộ phim bị hoài nghi về nội dung tuổi tác dàn sao, Quy lộ của Đàm Tùng Vận hiện tại đang được đánh giá rất cao từ khán giả nhờ màn tương tác tốt của cặp sao chính. Quy lộ của Đàm Tùng Vận trước khi lên sóng và sau khi chiếu những tập đầu tiên không nhận được quá nhiều sự ưu ái từ phía khán giả. Cụ thể, phim gây một số tranh cãi khi bị đánh giá bản sao phim Bên Nhau Trọn Đời. Hơn nữa, nhiều người cũng băn khoăn về việc nữ chính U40 Đàm Tùng Vận sẽ thủ vai thiếu nữ như thế nào trong phim Quy lộ. Những tập đầu phim không đạt được mốc rating ấn tượng. Ở những bảng xếp hạng phim ảnh, phim cũng chưa đạt top 1 lần nào. Tuy nhiên, ở chặng cuối, Quy lộ đã chuyển bại thành thắng khi nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cụ thể, trên Mao Gian, vai diễn của Đàm Tùng Vận đứng ở vị trí thứ 2 với 10.481 điểm trước vai chủng tử của Dương Siêu Việt, trong khi vai lộ viêm thần của Tỉnh Bách Nhiên đứng hạng 4 với 9.943 điểm. Ở các bảng xếp hạng mới nhất trên bảng chỉ số nhân vật, Đàm Tùng Vận 8.61, chỉ thua Ngô Lỗi 8.81 ở số điểm khá sát nút. Ở bảng nhiệt độ phim chiếu truyền hình, tức độ hot, độ phủ sóng, phim đứng top 2, chỉ sau Tình Yêu Thôi Mà với 85.96 điểm, còn Quy lộ đạt 84.38 điểm. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ nhất là ở bảng xếp hạng lượt xem trên Vân Hợp, Quy lộ hoàn toàn áp đảo các phim khác khi mang về 63 triệu lượt xem trung bình, trong khi bộ phim đang ở top 2, Hắn Là Ai đạt 44 triệu lượt xem trung bình. Hiện Quy lộ vẫn nhận nhiều hiệu ứng tích cực và đứng trong top 10 phim đang được yêu thích. Sở dĩ phim tạo sức hút vì cặp đôi chính Tịnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận đã chinh phục người xem khi kể trọn vẹn câu chuyện Lộ Viêm Thần và Quý Hiểu. Họ vốn là bạn học thời niên thiếu, có xuất thân và tình cách hoàn toàn trái ngược, để rồi trở thành tình đầu và tình cuối của nhau với bao cay đắng ngọt bùi. Với vai diễn Quý Hiểu, Đàm Tùng Vận hóa thân thành cô nàng lương thiện ấm áp, lớn lên trong vòng tay của ba mẹ. Cô mong muốn sưởi ấm trái tim lạnh lùng từng bị tổn thương khi có tuổi thơ bị ba bạo hành của Viêm Thần. Tưởng chừng chuyện tình của cả hai sẽ bình yên như vậy, nhưng sóng gió đến với gia đình Quý Hiểu. Tình yêu của họ có thời điểm vụt tắt khi lại bùng lên mãnh liệt. Đàm Tùng Vận dù lớn tuổi nhưng cô nhập vai khá hợp, không gượng gạo chút nào. Điểm cộng lớn nhất khiến phim ăn điểm chính là màn tương tác của Đàm Tùng Vận và nam chính. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả cho rằng cặp đôi như sống trong chỉnh nhân vật của nguyên tác. Một khán giả bình luận: vừa đọc hết bộ truyện, phim Quy lộ sát nguyên tác từng chi tiết, tôi thấy hai diễn viên như bước ra từ nguyên tác vậy. Một khán giả khác: điểm cộng lớn dành cho biên kịch và dàn sao. Bộ phim đã chuyển thể trọn vẹn nội dung và cảm xúc cho người xem. Nhiều khán giả đồng tình về nét diễn của Đàm Tùng Vận và để lại những phân tích: phim có nội dung hay, tôi thích Đàm Tùng Vận hóa thân thành nhân vật nữ chính. Tuy nhiên, nói như vậy không phải cô ấy không có điểm trừ. Tôi thấy nét diễn của Đàm Tùng Vận chưa phù hợp đóng những cảnh khóc. Cô ấy khóc chưa tự nhiên, cứ phải nhắm mắt để cố ép nước mắt. Trong khi diễn viên có thể thể hiện nét diễn khác, nhưng tự chung cô ấy vẫn làm tốt vai diễn của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.